Xin chào các bạn, rất vui khi đồng hành cùng các bạn trong chương trình Và Tặng Cuộc Sống trên kênh Lớp TV, kênh truyền hình yêu thương. Các bạn thân mến ơi, hôm nay Suna xin gửi đến các bạn câu chuyện vui, câu chuyện nịnh bợ các bạn nhé. Con mèo dí súng vào đầu một con chuột rồi hỏi, một cộng một bằng mấy? Dạ, hai ạ. Bằng, con mèo thổi súng, mày biết quá nhiều. Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời, dạ em không biết ạ. Bằng, con mèo thổi khói, lợi dụng nét như mày không nên sống. Đến con chuột thứ ba, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời, biết thì sao mà không biết thì sao. Bằng, nguy hiểm như mày, càng phải chết. Tiếp tục con chuột thứ tư lại trả lời câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng anh giết luôn, thì em biết phải làm sao. Bằng, mày phải chết vì mày nói quá nhiều. Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời. Dạ, thưa anh, với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ. Con mèo khó chí bảo, mày được, theo tao. Sống ở đời, thông minh cũng chết, dốt nét cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết, chỉ có nịnh bợ là sống sót. Các bạn thân mến, vừa rồi là câu chuyện vui về nịnh bợ. Đến đây thì chương trình Và Tặng Cuộc Sống cũng xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui các bạn nhé. Bye bye!